Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công ty công viên cây xanh Đà Nẵng vừa có đề xuất di dời vườn thú trong công viên 29 tháng 3 vì không bảo đảm các điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng và phục vụ khách tham quan. Thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng chiến lược phát triển về biển, trong đó có công tác bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch biển. Thời gian qua, nhiều bạn trẻ đã chọn các trường nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Năm học 2017-2018, một số trường cao đẳng trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tuyển sinh. Tin thế giới. Mexico, quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, đang phải căng sức đối phó với cùng lúc hai thiên tai nghiêm trọng. Cảnh sát, quân đội và lực lượng cứu hộ nước này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát trong trận động đất vừa qua. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào sử dụng trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky do tổ chức Hub the Sky Foundation Hoa Kỳ tài trợ. Đến dự có ông Đặng Việt Dũng, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, ông Trần Văn Miên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Dự án trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky Đà Nẵng chăm sóc 250 trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi, áp dụng chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, người chăm sóc trẻ và bồi dưỡng kiến thức cho gia đình trong việc chăm sóc trẻ một cách toàn diện. Dự án được thực hiện nhằm giúp cho trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương sống tại khu công nghiệp Hòa Khánh được chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn và thân thiện. Đây là dự án thí điểm đầu tiên mà tổ chức Hub the Sky Foundation tài trợ, triển khai tại Việt Nam với kinh phí cam kết tài trợ là gần 3.500.000 đô la Mỹ, được thực hiện trong giai đoạn 2016-2019. Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2017 như sau. Thời gian lúc 14 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2017, địa điểm phòng tiếp công dân trụ sở Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng. Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp công dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tại số 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát và lập báo cáo quy mô đầu tư các dự án nâng cấp sửa chữa 12 hồ chứa nhỏ còn lại và nâng cấp sửa chữa hệ thống đập An Trạch và đập Hà Thanh, yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ động kiểm tra khảo sát các công trình hồ chứa, đập dân để bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão sắp đến. Trường hợp công trình xuống cấp nghiêm trọng không bảo đảm an toàn thì đề xuất giải pháp và nguồn kinh phí, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành chỉ thị số 07 tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khoáng sản, thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa mỏ tại cải tạo mỏ, phục hồi môi trường sau khai thác, khắc phục đầy đủ nội dung kết luận thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các dự án khai khoáng theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, đất đai. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết từ đầu năm đến nay đã có gần 3.200 doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký thành lập mới, tăng 4,3% về số doanh nghiệp. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư tăng đến 56% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập tăng nhẹ nhưng lượng vốn đăng ký tăng mạnh. Bên cạnh đó, số lần doanh nghiệp đăng ký thay đổi tên, thay đổi trụ sở chính, bổ sung ngành nghề, tăng vốn điều lệ cũng tăng mạnh với trên 2.000 doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi, tăng 15% so cùng kỳ. Hiện Đà Nẵng có hơn 21.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn điều lệ đạt gần 139.600 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố có 43 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 60 triệu đô la Mỹ, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2016. Hiện thành phố đang có 495 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 3 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, sở hữu chiều dài 72 km bờ biển với vịnh nước sâu và nhiều bãi tắm đẹp, biển Đà Nẵng được tạp chí Forbes của Mỹ bầu chọn là một trong 6 bãi biển, 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Với những ưu thế trời ban nên từ lâu biển Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ lý tưởng thu hút đông đảo du khách gần xa. Thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng chiến lược phát triển về biển, trong đó có công tác bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch biển. Những ngày này, mặc dù trời đã chuyển sang thu, song biển Đà Nẵng lúc nào cũng đẹp và sôi động. Nếu ai đã từng đến Đà Nẵng, đến với thành phố biển xinh đẹp, thì có lẽ không nên bỏ qua cơ hội được ngắm ánh bình minh tại nơi này. Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và yên bình ở nơi đây. Ông Gary Seeger, du khách người Anh sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng đã 8 tháng nay, khởi đầu ngày mới của ông là đi ra biển. Khởi đầu ngày mới của tôi là ra biển Mỹ Khê, là đi bộ, là tập thể dục, là ngắm biển, là hít thở không khí trong lành của biển, rồi ngồi ở đây nhâm nhi tách cà phê sáng. Biển Đà Nẵng buổi sáng thật đẹp, với tôi mọi thứ thật tuyệt vời. Ở Đà Nẵng, đi đâu cũng gặp biển. Biển Đà Nẵng kéo dài từ Nam Ô đến Non Nước, với nhiều bãi tắm đẹp liên hoàn như Non Nước, Nam Ô, Mỹ Khê, Tiên Sa, cùng những khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng. Thế nên, từ lâu, biển Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ lý tưởng cho người dân thành phố cùng du khách gần xa. It's very nice, very clean. Đúng như mọi người ngợi ca, biển Đà Nẵng rất đẹp và sạch. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng tôi thấy biển ở đây có cái không gian rất riêng. Sóng dịu, những bãi tắm dài với cát trắng mịn, biển xanh, an ninh tốt và sạch sẽ. Tôi rất thích. Và sáng nào tôi cũng ra đây tập thể dục và ngắm bình minh trên biển. Đó là vào buổi sáng, còn khi chiều về, biển Đà Nẵng càng trở nên sôi động và nhiều sắc màu. Lúc nào cũng đông đúc những người đến tham quan, nghỉ ngơi, tắm biển. Em từ Hà Nội đến ạ, và em cảm thấy là biển Đà Nẵng rất là đẹp, sạch và trong. Em cảm thấy là người dân Đà Nẵng thì cũng thân thiện. Em đến đây lần đầu tiên, nhưng mà em cảm thấy là rất muốn đến lần sau. Đấy. Em cảm nhận biển Đà Nẵng rất là sạch, đẹp, con người là thân thiện. Em lần đầu tiên tới đây nhưng mà em thấy rất là con người rất thân thiện. Em cũng muốn đến thêm nhiều lần nữa, muốn rủ mọi người cùng tới đây. Biển Đà Nẵng không chỉ được đánh giá là sạch đẹp mà còn được ghi nhận có an ninh tốt, có đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp. Thành phố đã triển khai đề án quản lý tổng hợp phát triển vùng bờ từ năm 2000 và tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường biển. Chính quyền thành phố nghiêm cấm và mạnh tay xử phạt nếu phát hiện ai đó vứt rác bừa bãi ra bãi biển. Từ lâu, Đà Nẵng cũng đã thành lập ban quản lý các bãi biển, đồng thời quy hoạch các bãi tắm, đưa công tác quản lý bãi biển đi vào nề nếp. Hàng ngày, dọc theo các bãi biển có đội ngũ công nhân môi trường chuyên làm công tác thu gom lượng rác phát sinh. Đặc biệt, trên tinh thần sẽ không tiếc tiền đầu tư cho môi trường, thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước thải tràn ra biển tại các cửa xã gây ô nhiễm môi trường. Mua sắm bơm và thiết bị với số lượng 11 bơm để thay thế cho các máy bơm cũ đã xuống cấp. Triển khai thí điểm cải tạo cửa xã Mỹ An với kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng để trên cơ sở đó nhân rộng cho các cửa xã khác. Thành phố Đà Nẵng cũng đã giao Sở Xây dựng Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất cải tạo cảnh quan và hệ thống thoát nước tại các cửa xã dọc biển. Mọi nỗ lực đều hướng về xây dựng biển Đà Nẵng luôn sạch và đẹp. Tôi là người dân Đà Nẵng thì rất tự hào có được bãi biển xanh, sạch và đẹp. Là nơi lý tưởng mà để cho khách du lịch đến đây có thể tận hưởng được không gian với lại không khí với cảnh quan ở đây là thoải mái. Dạ, là một người dân Đà Nẵng thì em rất tự hào về biển Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng là một trong những 106 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Biển Đà Nẵng có nhiều bãi cát đẹp. Em rất hy vọng là người dân Đà Nẵng hoặc là các người địa phương khác khi mình ý thức chung tay về việc giữ gìn vệ sinh biển. Đà Nẵng được cả nước biết đến là một thành phố năng động của khu vực miền Trung. Thương hiệu biển luôn gắn liền với sự phát triển của thành phố. Tin rằng với ưu thế sẵn có và những kết quả giải pháp cụ thể liên quan đến môi trường và phát triển biển đã và đang được triển khai, chắc chắn sẽ góp phần tôn vinh thương hiệu biển Đà Nẵng và phát huy được lợi thế của một thành phố biển.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức đáng chú ý khác. Công ty công viên cây xanh Đà Nẵng vừa có đề xuất di dời vườn thú trong công viên 29 tháng 3 vì không bảo đảm các điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng và phục vụ khách tham quan. 30 năm qua, vườn thú nằm trong khu công viên 29 tháng 3 là điểm đến gần nhất mà người dân và trẻ em Đà Nẵng có thể tham quan tìm hiểu về động vật hoang dã. Hiện tại, vườn thú nhỏ này chỉ còn 13 con nai, 1 con cá sấu, 1 con trăng đất, 1 con cầy mực và 8 con khỉ. Nhiều năm qua, vườn thú không tiếp nhận bổ sung thêm thú mới, trong khi các cá thể thú nuôi nhốt tại đây đang ngày một già và chết dần. Theo Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng, đơn vị chủ quản thì diện tích nuôi thú chật hẹp, không bảo đảm điều kiện sinh trưởng phát triển tự nhiên của thú. Ngoài ra, vườn thú nằm sát nhà dân cũng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh do chất thải vườn thú thải ra hàng ngày. Do đó, công ty đề xuất thành phố cho phép di dời chuyển giao 24 cá thể động vật này cho các đơn vị đủ chức năng nuôi dưỡng. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cảnh báo đã phát hiện những dấu hiệu của một chiến dịch tấn công bằng mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng của Việt Nam. Phương thức tấn công là thông qua việc phát tán và điều khiển mã độc tấn công có chủ đích. Mã độc loại này rất tinh vi, có khả năng tránh bị phát hiện, đánh cắp dữ liệu và phá hủy hệ thống thông tin. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam yêu cầu các đơn vị giám sát nghiêm ngặt. Trường hợp phát hiện mã độc cần nhanh chóng cô lập máy và cập nhật các bản sửa lỗi cho hệ điều hành. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm 2017, dù tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước vẫn tăng trưởng tốt. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng ước đạt 23,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016. Ngành thủy sản đã có những tín hiệu tăng trưởng và xuất khẩu khả quan nhất. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm sẽ đạt 8 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai năm 2017 với sự hỗ trợ của Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai thành phố do Ngân hàng Thế giới WB tài trợ. Tình huống giả định cơn bão số 8 đang đổ bộ vào Biển Đông, gây ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Trị đến Bình Định, có sức tàn phá nặng nề hơn cơn bão Sansen năm 2006. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn họp khẩn để triển khai các phương án ứng phó di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cưỡng chế một số đối tượng không chấp hành hiệu lệnh sơ tán, bảo đảm lương thực thực phẩm và an ninh, v.v. Đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động ứng phó thiên tai của chính mỗi người dân và cộng đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định điều kiện trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Theo đó, ngành đăng ký đào tạo mới phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học, phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương, vùng miền và cả nước, có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc là ngành gần với ngành đăng ký đào tạo. Về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình phải đáp ứng yêu cầu giảng dạy nghiên cứu học tập, công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm. Đình chỉ tuyển sinh nếu tổ chức tuyển và đào tạo ngoài địa điểm được cho phép. Thưa quý vị, chỉ mất vài năm để hoàn thành chương trình, chi phí rẻ hơn trong khi mức lương sau khi ra trường không kém các cử nhân đại học, nên thời gian qua, nhiều bạn trẻ đã chọn các trường nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Năm học 2017-2018, một số trường cao đẳng trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tuyển sinh. Có người con trai vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Những ngày đầu năm học, ông Phan Hùng trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, đến trường cao đẳng nghề để tìm hiểu thông tin các chương trình học phù hợp cho con mình. Cho con đi học nghề sau khi học hết lớp 9 không phải là sự lựa chọn của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, theo ông Hùng, điều quan trọng nhất là tìm được môi trường phù hợp với trình độ của con cũng như có được đầu ra bảo đảm. Trước mắt là mình cũng phải biết được cái sức học của con mình, rồi mình chọn cho con mình. Và hai nữa là mình về mình hỏi trực tiếp với nó cảm thấy cái nghề gì nó cảm thấy học được. Đây là một cái môi trường mà để tạo cho các em khi mà bước vào đời, mà cái tuổi học sinh mà nó đầy đủ theo cái sự học, nó không được thì nó qua đây là một cái sự phù hợp nhất. Đến nay, trường cao đẳng nghề Đà Nẵng đã có hơn 1.500 học sinh nhập học trên tổng số hơn 1.600 hồ sơ đăng ký vào trường. Đây là một con số ấn tượng trong tình hình tuyển sinh chung khá ảm đạm của các trường trung cấp, cao đẳng thời gian qua. Nhiều thí sinh dù đủ điểm để đầu vào đại học
nhưng vẫn lựa chọn trường cao đẳng. Trước khi em vào đây á, thì ba em có hướng cho em nên là em muốn học ngành điện này. Đối với em, trường đại học với trường nghề thì nó cũng tương đương giống nhau. Bởi vì cái hệ đào tạo như trường mình là nó dễ, bởi vì thời gian đào tạo như em đã nói là thời gian đào tạo ngắn nhưng mà hiệu quả lại cao, nên nó sẽ được cái mức học như áp dụng được cái mức học như tụi em. Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng vẫn tiếp tục nhận hồ sơ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, nên số lượng học sinh, sinh viên dự kiến vẫn còn tăng. Những ngành học được chọn lựa nhiều nhất là công nghệ ô tô, du lịch. Để có được kết quả tuyển sinh khả quan, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới trong chương trình đào tạo, bảo đảm đầu ra cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuyển sinh của trường ở năm này thì nhìn chung cũng như các năm trước, nhưng mà học sinh đa số tuyển những ngành nghề mà xã đào tạo theo cái nhu cầu doanh nghiệp và đảm bảo cái học sinh ra trường có việc làm và làm được việc ngay. Những ngành đó học sinh ra trường đa phần đều có việc làm và thậm chí doanh nghiệp là đến tại trường để ký những cái hợp đồng tuyển dụng khi học sinh còn đang ở trong cái nhà trường. Việc không chọn học đại học và đi học nghề đang là xu hướng của không ít bạn trẻ. Nó thể hiện sự thay đổi về nhận thức giá trị của tấm bằng đại học hay một việc làm phù hợp năng lực. Tuy nhiên, không nhiều trường nghề có thể đứng vững trong cuộc chiến giành thí sinh. Bên cạnh việc các trường tự nâng cao học hiệu uy tín, còn cần công tác phân luồng, định hướng việc làm ngay từ ghế nhà trường phổ thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu trao quà hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 20 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận đã nhận hỗ trợ đợt này với số tiền 10 triệu đồng trên một người do trường mầm non ABC tài trợ. Đây là những giáo viên có cuộc sống gia đình tuy còn khó khăn nhưng vẫn vươn lên dạy tốt, là tấm gương đạo đức mẫu mực tại trường. Những món quà ý nghĩa đầu năm học mới giúp các giáo viên cải thiện cuộc sống, tiếp tục đóng góp vì sự nghiệp giáo dục của thành phố. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị 24 và chương trình thành phố Bốn An năm 2017 của Thành ủy, quận Ngũ Hành Sơn là một trong những địa phương đã làm tốt công tác tiếp sức đến trường, vận động nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức thực hiện mục tiêu không có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Trong không khí hân hoan những ngày đầu đến lớp, hàng trăm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của quận Ngũ Hành Sơn được nhận học bổng tiếp sức đến trường năm học 2017-2018. Dịp này, toàn quận có 144 học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, trong đó có 19 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Học bổng là món quà ý nghĩa đầu năm học mới cho học sinh nghèo, động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Nếu con mở nhỏ chắc hai em con không được đi học rồi, vì do hoàn cảnh. Mà nhờ được trung tâm, hai em cũng đã được học tới hết 12 và giờ đậu đại học. Và anh em con tiếp tục sẽ học. Con muốn trong tương lai hai chú con sẽ trở thành một giáo viên để dạy cho những học sinh nghèo và giúp đỡ lại cho những người có hoàn cảnh giống như con. Hội khuyến học quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hiện quỹ khuyến học đang hỗ trợ thường xuyên cho 100 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2017, thực hiện chương trình thành phố Bốn An. Trong công tác an sinh xã hội, quận chọn tiếp sức đến trường là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với mục tiêu không để học sinh nào bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn. Nguồn quỹ khuyến học của quận năm 2017 đã tăng gấp 3 lần so với những năm trước. Theo đó, giá trị mỗi suất học bổng dành cho các em cũng được tăng từ 200.000 đến 1 triệu đồng trên mỗi suất. Đầu năm thì chúng tôi lập danh sách từ cơ sở và nắm bắt được cái đối tượng này rất là thật chặt, và đặc biệt là những em nào là khó khăn là chúng tôi có cái giúp đỡ ngay. Và ngồi ra thì năm nay ngồi cái giải thưởng Lê Văn Hiến thì còn có giải thưởng học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu, ngồi cấp thành phố khen thưởng thì cấp quận cũng khen thưởng cho các em, và trở lại cái hoạt động là tặng thưởng cho các em thi đỗ vào đại học, mà đặc biệt là chú ý với các em học sinh mà đỗ đại học là con hộ nghèo thì năm nay có 19 em thì quận hỗ trợ là mỗi em 1 triệu. Chương trình tiếp sức đến trường không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất cho học sinh nghèo mà còn đồng hành cùng những học sinh có học lực yếu, có nguy cơ bỏ học. Hiện toàn quận có hơn 10 lớp học tiếp sức đến trường với gần 300 học sinh.
thì tiếp tục là thực hiện cái chương trình tiếp sức đến trường, vận động các 4 trường trung học cơ sở cho các cháu học cả ngày như vậy để các cháu nâng cao kiến thức, để đảm bảo kiến thức để không bỏ học giữa chừng. Đặc biệt thì trong năm học 2017 này là quận Ngũ Hành Sơn đã xây dựng cái đề án giáo dục hết sức là nhân văn và ý nghĩa, là giúp đỡ các em công nhân nghèo mà học khá giỏi, là các em học ở trường để bồi dưỡng thêm, để các em nâng tầm cao hơn nữa để vào được những cái trường có điểm chuẩn cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho 4 trường trên địa bàn của quận và đồng loạt là triển khai đề án. Đây là điểm nhấn của quận về công tác giáo dục. Chương trình tiếp sức đến trường như người bạn đồng hành đã giúp đỡ hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thanh thiếu niên hư và học sinh có học lực hạn chế bước tiếp trên con đường học tập. Đây là bước khởi đầu giúp các em có thêm động lực vượt khó học giỏi. Chương trình thời sự tiếp tục với một số tin tức quốc tế. Mexico, quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, đang phải căng sức đối phó cùng lúc hai thiên tai nghiêm trọng. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, bão Katia đã đổ bộ vào Mexico kèm theo mưa lớn gây lở đất tại các tỉnh miền đông nước này. Khoảng 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, bão Katia đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển Mexico với sức gió 120 km/h, kèm theo mưa lớn gây lở đất tại bang miền đông Veracruz. Trước đó, chính quyền các địa phương đã cảnh báo rằng bão Katia có thể gây lũ lụt và lở đất, yêu cầu người dân sống tại khu vực đồi núi khẩn trương sơ tán. Mặc dù cường độ bão Katia chỉ ở cấp 1 và giới chuyên gia cũng dự báo cơn bão này sẽ suy yếu trong ngày mai, song bão Katia vẫn gây thêm nhiều khó khăn cho người dân Mexico, vốn đang gồng mình đối phó với những hậu quả của trận động đất xảy ra chỉ một ngày trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 61 người thiệt mạng do trận động đất mạnh xảy ra hôm qua. Sau khi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Cảnh sát, quân đội và lực lượng cứu hộ nước này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm dưới đống đổ nát với hy vọng cứu được những người còn sống. Trong khi đó, siêu bão Ima mạnh cấp 5 đang tiếp tục hoành hành tại khu vực Caribe và đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng sau khi đổ bộ vào Cuba sáng nay. Bão Ima đã gây ra lở đất tại nhiều khu vực, hơn 1 triệu người Cuba đã được sơ tán để tránh bão. Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã bất ngờ tuyên bố dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar và cáo buộc nước này bóp méo sự thật sau khi đưa thông tin về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước vốn được coi là động thái đem lại hy vọng về bước đột phá tháo gỡ bế tắc trong cuộc khủng hoảng vùng vịnh đã kéo dài hơn 3 tháng qua. Theo các nguồn tin truyền thông nhà nước của cả Ả Rập Xê Út và Qatar trước đó đều đưa tin, Thái tử Ả Rập Xê Út Salman đã điện đàm với hoàng thân Qatar Hamad Al Thani để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha và các nước láng giềng Ả Rập vùng vịnh. Thông tin này đã mở ra triển vọng tăng băng trong quan hệ giữa các bên, dù đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả Rập Xê Út đã bác bỏ thông tin trên, cho rằng Doha đã đưa thông tin sai sự thật khi thông báo Ả Rập Xê Út là bên chủ động khởi xướng cuộc tiếp cận. Trái lại, SPA khẳng định cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi Qatar được yêu cầu đối thoại với 4 nước láng giềng Ả Rập. Vì lý do này, Ả Rập Xê Út quyết định đình chỉ mọi cuộc đối thoại cũng như hoạt động liên lạc giữa hai nước cho đến khi có một tuyên bố rõ ràng về vấn đề này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký gia hạn một năm đạo luật thương mại vốn được áp dụng từ năm 1917, và là một trong những nền tảng pháp lý quan trọng của cuộc bao vây cấm vận chống Cuba. Theo đạo luật trên, mặc dù về thủ tục, Quốc hội Mỹ là cơ quan quyết định cuối cùng việc xóa lệnh cấm vận Cuba, nhưng Tổng thống Trump mới là người nắm quyền hạn và tính linh hoạt để nới lỏng hay dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với đảo quốc Caribe qua các nghị định hành pháp. Có hiệu lực từ năm 1917, đạo luật thương mại đã được cố Tổng thống Mỹ John Kennedy sử dụng làm căn cứ để áp đặt lệnh cấm vận chống La Habana từ năm 1962. Và từ đó đến nay, đạo luật đã liên tục được 10 Tổng thống Mỹ gia hạn mỗi năm. Văn bản này cũng cho phép Tổng thống Mỹ linh hoạt pháp lý cần thiết để nới lỏng hoặc thắt chặt lệnh cấm vận đã kéo dài hơn nửa thế kỷ qua. Phần cuối bản tin là cụm tin vắn đáng chú ý. Album mới của vua nhạc pop quá cố Michael Jackson mang tựa đề Scream tiếng thét sẽ được phát hành ở định dạng kỹ thuật số vào ngày 29 tháng 9 tới.
trong khi đĩa CD và đĩa thang album này sẽ được liên kệ vào ngày 27 tháng 10 tới. Album Scream Tiếng Thét mang chủ đề Halloween là một tập hợp những ca khúc đình đám của Michael Jackson về đề tài này như Torture Scream, Tristan và Ghost. Hãng thu âm The Priest Legacy Recording chịu trách nhiệm thực hiện album này. Album Scream sẽ gây ấn tượng mạnh tới khán thính giả thông qua cách hóa trang nhân vật, hiệu ứng ánh sáng và nhiều yếu tố gây bất ngờ khác. Album Scream là một trong những dự án sinh lợi nhuận đang được Tổ chức Quản lý Di sản Michael Jackson xúc tiến. Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Angelina Jolie đang lên kế hoạch trở lại công việc sau một thời gian dài tạm vắng bóng để giải quyết chuyện gia đình. Thông báo trên được cô đưa ra khi phát biểu trước báo giới tại liên hoan phim The Loris đang diễn ra tại bang Colorado của Mỹ, nơi bộ phim mới của cô Ford the Kill My Father được chiếu ra mắt và nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Angelina Jolie đã không xuất hiện trên màn ảnh lớn kể từ khi phát hành By the Sea năm 2015. Bộ phim cô vừa đạo diễn vừa đảm nhận vai chính, mặc dù có tham gia lồng tiếng trong Kung Fu Panda 3 hồi năm ngoái. Cùng tin vắn quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.